Xin kính chào bác sĩ Trần Hạnh Nhân, chuyên khoa sản phụ khoa của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, bệnh đau là bệnh rối loạn nhiễm sắc thể thường gặp. Như vậy thì nguyên nhân chủ yếu mà thai nhi mắc phải hội chứng này là gì ạ? Thì thông thường người ta nhắc đến bệnh đau là một bệnh, ta nói là bệnh di truyền. Tuy nhiên thì nó không phải là di truyền từ bố mẹ, tại vì bố mẹ mang bệnh đau thì không có thể sinh con được ha. Thì di truyền tức là nó nằm trong cái bất thường do cái bộ nhiễm sắc thể của nó. Thì chính xác là bệnh đau là thừa một nhiễm sắc thể số 21. Tức là con người ta có 23 nhiễm sắc thể, riêng bệnh đau thì nhiễm sắc thể số 21 nó sẽ có 3 cặp. Về cái nguyên nhân của nó thì thật ra y học hiện tại thì có đưa ra rất nhiều giả thiết, tuy nhiên vẫn chưa được chứng minh cái nguyên nhân nào là chính xác hết. Bác sĩ có thể cho quý khán giả biết rõ thêm là những người phụ nữ ở trong độ tuổi nào thì sinh con dễ mắc phải bệnh đau ạ? Thì theo nghiên cứu thì khoảng trên 35 tuổi thì phụ nữ mang thai có nguy cơ mắc bệnh đau nhiều hơn. Và nó tăng dần theo số tuổi của người mẹ, ví dụ như 40 tuổi sẽ tăng thêm 4, gấp 4 lần nữa. Thưa bác sĩ, như vậy thì hiện nay chúng ta có những phương pháp nào hiệu quả trong việc tầm soát bệnh đau hay không? Cũng như là thường thì để sàng lọc phát hiện nguy cơ bệnh đau ở thì giai đoạn nào của thai kỳ là tốt nhất ạ? Thì hiện tại học rất phát triển, cho nên là chúng ta có thể phát hiện rất sớm bệnh đau trước khi em bé sinh ra đời. Thì có hai loại phương pháp. Thứ nhất gọi là những cái phương pháp sàng lọc, tức là mình phân ra những cái trường hợp có nguy cơ cao. Còn cái thứ hai là phương pháp chẩn đoán, tức là những cái xét nghiệm sâu hơn để mình khẳng định được là con mình có bị bệnh đau hay không. Về các phương pháp sàng lọc thì thường mình sẽ sàng lọc ở giai đoạn từ 11 đến 13 tuần 6 ngày. Thì mình làm các xét nghiệm sau. Thứ nhất là siêu âm đo độ mờ da gáy của thai nhi, tức là cái khoảng sáng sau gáy nó sẽ liên quan tới cái bất thường nhiễm sắc thể nếu cái khoảng kháng này nó tăng. Cái thứ hai nữa là mình sẽ làm cái xét nghiệm sinh hóa mà thường gọi là double test nếu làm ở giai đoạn 11 tới 13 tuần 6 ngày. Còn nếu trễ hơn mình có thể làm triple test ở giai đoạn phân trên 15 tuần. Thì ngoài các biện pháp truyền thống ở đó giờ thì tại Phương Châu mình đang là đầu tư về một cái công nghệ mới gọi là NIPT, tức là sao? Tức là người ta vẫn lấy máu của người mẹ để xét nghiệm. Nhưng mà người ta sẽ tìm kiếm và phân tích cái ADN tự do của bé trong máu của người mẹ. Do đó độ chính xác của MABT thì tương đối cao, tầm khoảng 99% đối với bệnh đau. Còn xét về những cái xét nghiệm chẩn đoán thì sẽ có là gì? Thứ nhất là sinh thiết gai nhau ở tuổi thai là 11 đến 13 tuần 6 ngày. Tức là người ta sẽ lấy một cái kim đưa vào cái gai nhau, đưa vào bụng của người sản phụ đó và lấy ra một ít gai nhau của em bé để đem đi xét nghiệm. Thì xét nghiệm này độ chính xác rất là cao. Tuy nhiên thì con vẫn có một số rủi ro như là khả năng là có thể sảy thai với tần suất là khoảng 1/100. Còn cách thứ hai nữa là gì? Người ta sẽ đợi tới 16 tuần sẽ làm cái chọc ói. Tức là vẫn lấy một cây kim nhưng mà kích thước nhỏ hơn rất là nhiều, xuyên qua bụng của người mẹ và lấy ra một chút xíu nước ói trong thai nhi để người ta đem đi xét nghiệm. Thì phương pháp này ưu điểm là nó sẽ làm khi cái tuổi thai lớn hơn, lúc đó em bé nó khỏe hơn và cái khả năng mà rủi ro khi bị sảy thai đó nó sẽ thấp hơn gấp đôi so với sinh thiết gai nhau. Để phòng tránh hội chứng đau ở thai nhi, phụ nữ cần hiểu đúng về bệnh và làm đầy đủ xét nghiệm cần thiết khi mang thai. Theo đó, những giai đoạn khám thai không thể bỏ qua, đó là thai được khoảng 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày. Thời điểm này cần siêu âm đo độ mờ gáy, kèm theo là xét nghiệm double test. Các giá trị này kết hợp với tuổi mẹ và tuổi thai, tính ra nguy cơ hội chứng đau. Cuối cùng thì bác sĩ có lưu ý gì và cũng như những lời khuyên gì dành cho các chị em phụ nữ đang trong độ tuổi sinh sản, cũng như là đang trong quá trình mang thai hay không ạ? Tất nhiên khi một người phụ nữ mang thai thì cộng với niềm vui thì nó cũng sẽ tăng cái những cái rủi ro và nguy cơ. Vậy thì làm sao để đứa con mình nó trong cái điều kiện tốt nhất khi mang thai và sau khi sinh ra đời? Thì có những cách, thứ nhất là gì? Các bạn phải mang thai trước cái độ tuổi 35 là tốt nhất, cái độ tuổi sinh sản. Để sao? Giảm thiểu cái khả năng bất thường nhiễm sắc thể. Cái thứ hai nữa, mình phải cần khám tiền sản trước khi mình mang thai để mình phát hiện coi ba mẹ có bất thường gì hay không. Nhiều khi ba mẹ rất là bình thường, nhưng mà một số trường hợp gen của ba mẹ có bất thường ít. Nên hai người kết hợp lại với nhau thì lại sinh ra em bé nó bị bất thường rất là nặng. Và nhiều khi nó trải qua nhiều thai kỳ liên tiếp luôn. Do đó thì mình phải đi kiểm tra tầm soát trước khi mình có ý định là sinh em bé. Và có thể là mình hỗ trợ thêm một cái số thực phẩm như acid folic trước khi sinh 3 tháng. Để người ta nghiên cứu rằng thấy nó giảm được 50% khả năng con bị dị tật về cái ống thần kinh cho em bé. Ngoài ra thì mình có thể tiêm ngừa. Tại vì những con virus có thể là như rubella, nếu nhiễm trong 3 tháng đầu thai kỳ rất dễ gây dị tật thai nhi. Song song đó thì sao ạ? Khi mà mấy bạn có thai rồi thì mấy bạn cũng thực hiện chế độ dinh dưỡng nha. Rồi mình phải tránh các tác nhân gây kích thích, các nhân có thể gây dị tật cho thai nhi, giống như là thuốc nhuộm tóc của các bạn nè, hoặc là những cái thuốc sơn móng tay hay là khói thuốc lá thì mình tránh xa ra chút xíu. Và cuối cùng là gì?
Khi mà mang thai tới từng giai đoạn thì bây giờ y học rất hiện đại, có những cái biện pháp sàng lọc, thể cả chuẩn đoán trước khi em bé sinh ra đời, thì cố gắng là đi khám thai đầy đủ mà mình làm những cái xét nghiệm đó. Dân xin được cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi ạ.